Nga tập kích tên lửa vào Kiev nhằm làm gián đoạn hoạt động chuyển vũ khí phương Tây tới miền đông Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Anh. Tên lửa hành trình không đối đất KH-101 của Nga đã đánh vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng ngày 5 tháng 6. Đây dường như là nỗ lực nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí phương Tây cho các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo công bố ngày hôm nay. Cũng theo báo cáo, giao tranh dữ dội tiếp tục xảy ra tại thành phố Severodonetsk ở tỉnh Luhansk. Lực lượng Nga đang tiếp tục hướng đến thành phố Sloviansk gần đó để tìm cách bao vây các đơn vị Ukraine ở vùng Donbass. Sau vụ chìm xoáy hạm Moskva hồi tháng 4, quân đội Nga dường như đã điều chuyển nhiều khí tài phòng không, trong đó có hệ thống phòng không tầm ngắn to và Pantsir đến đảo Zhytomyr trên Biển Đen. Nhiều khả năng chúng có nhiệm vụ lập ô bảo vệ cho các tàu hải quân làm nhiệm vụ quanh đảo, báo cáo có đoạn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về báo cáo này. Quân đội Nga trước đó tuyên bố phá hủy một số xe tăng T-72 và thiết giáp do các nước Đông Âu gửi tới cho Ukraine trong cuộc tập kích tên lửa nhằm vào Kiev rạng sáng ngày 5 tháng 6. Đây là lần đầu Nga oanh kích thủ đô của Ukraine sau hơn một tháng. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết cuộc tấn công nhắm vào cơ sở sửa chữa toa tàu hỏa ở quận Danitsky. Chủ tịch công ty đường sắt Ukraine Oleksandr Kamysin nói rằng không có xe tăng hay thiết bị quân sự nào ở nhà ga. Đó là những toa tàu chúng tôi cần để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là ngũ cốc, ông nói. Đợt tập kích tên lửa diễn ra trong bối cảnh phần lớn cuộc sống tại Kiev và các khu vực lân cận ở Bắc Ukraine đã trở lại bình thường sau khi Nga rút quân hồi tháng 3 và chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang miền đông.